Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc nha. Hôm nay em về đây thuộc ấp Tây 2, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn nghỉ dưỡng có tổng diện tích là 1.100 m². Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Hiện em đang đứng ở trục đường nhựa Kinh Kháng Chiến. Mình rẽ trái là liên thông về đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa là 500 m. Con đường này rộng khoảng là 5 m. Anh chị di chuyển là đường xe ô tô 16 chỗ rất là thoải mái luôn nha. Ở đây thì có điện, nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua để nghỉ dưỡng và lập vườn trồng cây ăn trái là tuyệt vời luôn nha. Còn hướng bên đây thì anh chị liên thông ga quốc lộ 1A ngay chỗ cầu Kinh Sáng Long Định là 1,5 km. Và khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ Long Định, trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3, ngân hàng, Thế Giới Di Động, cách khoảng 1,5 km. Từ vị trí đường nhựa Kinh Kháng Chiến, mình di chuyển vào tới vị trí căn nhà vườn khoảng 80 m nha anh chị. Ở đây thì gia chủ có bắt một cây cầu rộng khoảng 1,2 m. Mình di chuyển là đường xe máy thôi, ô tô thì anh chị chưa qua được nha. Và con đường anh chị di chuyển vào là đường 2 m nha anh chị. Em mời cô chú anh chị di chuyển vào bên trong để anh chị xem chi tiết về căn nhà vườn này nha. Để anh chị ở xa mình về đây thì cũng không mất thời gian ha. Do chính chủ thì không có thời gian để dọn dẹp con đường nha anh chị. Nên anh chị cô chú mình cũng thông cảm ha. Ở cỏ thì mọc cũng rất là nhiều. Về thì anh chị mình có thể kêu công anh chị mình dọn dẹp là con đường rất là thông thoáng luôn anh chị. Mình di chuyển vào thẳng luôn là 80 m. Anh chị tới vị trí căn nhà vườn của mình nha. Rồi em đã di chuyển tới vị trí căn nhà vườn mà hôm nay em giới thiệu anh chị gọi nè. Diện tích ngang của mình là 20 m và có chiều dài là 44 nha anh chị. Đó, mình từ vị trí này nè, cọc ganh này nha anh chị. Ở đây thì con đường của anh chị mình di chuyển vào là đường 2 m thôi. Đó, mình thẳng qua bên kia là 20 m. Trên thửa đất thì gia chủ đang trồng dừa anh chị. Ở đây thì nước ngọt quanh năm không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Đó, về thì anh chị mình trồng dừa nè, mít, bưởi, nhiều loài cây ăn trái thì anh chị đều trồng được hết luôn nha. Căn nhà thì bên dưới gia chủ đã đổ bê tông, tường thì chỉ hồ thô thôi. Về thì anh chị có thể trang trí lại căn nhà anh chị mình ở là tuyệt vời luôn nha. Khu vực này là không gian phòng khách của mình nha anh chị.
Cửa mình là cửa kéo và hai bên hông thì đều thiết kế hai cánh cửa bên ngoài để cho anh chị lấy ánh sáng thật là thông thoáng luôn nha. Trên trần thì gia chủ chỉ là tôn thôi anh chị. Còn bên đây thì gia chủ đang trồng dừa nè anh chị. Và trên đất thì có hệ thống tưới tiêu tự động luôn. Về thì anh chị mình có thể bật cầu dao lên là hệ thống tưới sẽ tự động quay luôn nha. Ở đây thửa đất căn nhà của mình quay về hướng bắc nha anh chị. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho anh chị di chuyển về đây là 13 km. Từ thành phố Hồ Chí Minh em lấy mốc từ bến xe miền Tây mình di chuyển về là 67 km nha. Ở bên đây thì mình có một cái hành lang để anh chị di chuyển ra phía sau ha. Ở con đường này thì chỉ 2 m thôi nha anh chị, và cũng cập nhật vào sổ luôn. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 520 triệu anh chị. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Cửa của mình thì gia chủ sử dụng cửa là cửa kéo nha anh chị. Ở đây thì căn nhà của mình có 2 phòng ngủ. Ở bên đây là phòng ngủ đầu tiên, còn kế bên là căn phòng thứ hai. Cửa của mình thì gia chủ sử dụng là cửa nhôm nha anh chị. Còn khu vực này là không gian nhà bếp của mình. Phía sau thì mình có sàn nước. Bên đây thì mình có nhà vệ sinh đầy đủ hết. Ở trên thửa đất thì gia chủ chủ yếu là trồng dừa sim anh chị. Dừa này thì khoảng 2 năm thôi. Và phía sau thì mình có ao cá. Do chính chủ thì đang ở xa nên không chăm sóc được anh chị, nên cũng cần bán nha anh chị. Giá bán là 520 triệu tặng một căn nhà và mảnh đất 1.000 m². Anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất, căn nhà vườn trên Google Maps để anh chị trực tiếp xem trên vệ tinh. Anh chị về đây thì cũng không mất thời gian nha. Đất mình thì tương đối cao ráo và bằng phẳng nha anh chị. Bên hông thì căn nhà của mình có một ngôi mộ bên hông nha. Có sao thì em nói vậy để cho anh chị cô chú mình ở xa về đây thì cũng không mất thời gian ha. Tổng diện tích thửa đất căn nhà của mình là 908 m². Đường đi là 2 m dài vô khoảng 40. Tổng diện tích đường đi của mình khoảng 110 m² anh chị. Đất và đường đi của mình trên 1.000 m² nha. Giá bán là 520 triệu. Gia chủ sẽ bao giấy tờ sang tên cho anh chị luôn. Về đây thì anh chị mình trồng dừa mít anh chị, nhiều loại cây ăn trái thì anh chị mình đều trồng được hết luôn nha. Ở đây thì nước ngọt quanh năm, anh chị yên tâm ha. Ngang của mình là 20 m, sâu là 44 nha anh chị. Bên đây thì có trụ gào B40 rồi. Ranh giới thì rất là rõ ràng, anh chị mình yên tâm. Phía trước thì cũng cắm trụ hết luôn nha anh chị. Ở đây thì điện nước, wifi thì gia chủ đã vô sẵn rồi anh chị. Ở căn nhà này thì gia chủ cất cũng khoảng hơn 300 rồi anh chị. Một công đất thì chỉ hơn 200 mấy triệu thôi. Anh chị thấy không? Rất là rẻ luôn. Anh chị mình nhanh tay sở hữu và liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang ha.
giá bán là 520 triệu nha anh chị. Gia chủ sẽ bao giấy tờ sang tên cho anh chị luôn nha. Đây là tổng quan thửa đất căn nhà phường. Anh chị ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang ha. Em cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo nha.